Sao mày mơ con? Mày đồng quỷ mà tao sợ chết rồi, thấy là tao điên. Thầy xạo hoài, ngày nào cũng gặp ốc tiêu nên tối phải nằm mơ chứ. Người ta nói là ngày nhớ đêm mong đó. Hay có mày. Ừ luôn hay. Có hay. Ờ kìa. Thì theo quán tính thôi. Em hỏi thầy nợ thầy em 100 để thầy ở ra. Thầy có hương không thầy? Không thương nào. Sao? Cần thầy ơi chứ. Luôn hai mà yêu luôn gì thương gì. Tụi con nói á, rằng thầy nói tu hỏi yêu yêu thương thương. Cái tôi nói tự tu hành mà đi đi yêu đương. Sao thầy không ưu thương con? Tu mà còn yêu. Sao thầy không ưu thương con tu đi? Tu mà còn yếu. À. Không. Thịt bò dai nha thầy. Thịt bò phải nó dai. Đúng mà thịt bò. Thịt bò làm sao mà giờ nó dai nhất này. Ở xe anh quán đi. Quán đi. Mua cà phê uống cái người ta chơi gỡ xe. Đi cà phê có 15 ngàn gỡ cái xe mà được uống cà phê nữa. Ở chuồng có chỗ để xe. Đi quê chuồng đi cà phê. Không uống thì uống cho. Rồi về. Thầy uống không? Con uống. Thì đó gỡ là bao thầy luôn luôn. Phải không? Bà uống không à? Bà không nghe. Cứ mua đưa bả à, uống uống cà phê. Ai ai cứ hỏi gì uống, cứ uống uống hoài để đóng được, không có bỏ vô tủ lạnh. Ăn xong. Qua thầy để tủ lạnh kìa nó đông cứng y như đá luôn. Cái để cái tàn ngày mà uống một ly nó cũng hư, để đá là không hư. Là cà phê đúng không thầy? Ừ. Còn mình để ngăn mát á, còn hư. Là chúng mình xin tố cà phê chị Phạm ơi. Không, để ngoài một lúc sau nó tan nha. Gì mày? Sao mày cứng vậy? Giờ là tụi con anh hùng á, cứ tới trước nhà ngõ người nào cũng nè. Cái mày kìm, ê, ra biểu nè, quýnh lộn không? Chơi không? À, cứ cứ đứng chọc người ta ra đường à. Lộn không? Để đến trong nhà này. Hay. Ơi, quýnh lộn không? Cái tài thì cướm. Rồi. Này. Cái nước tao nắm cái đầu thôi. Làm chắc cái đầu hay tao liếm nó cũng ra, nó mày không có liếm đụng cái nhằn không ra cứng á, cứng rồi nó ra chết. Đầu nào trước đầu phải quay ra thầy. Ờ đang quay ăn bún bò gì bò quế hả? Ở ngoài chơi đi, ở ghế. Dạ con chào thầy. Ở bên kia chơi ăn ở ghế ngồi. Dạ. Tính hình như lấy qua lấy ra để nha, nó trọng lấy ra hoài chút để nó vừa rồi thích lợi chút đó. Ừ, ngồi đó trồng trên một rồi ra đây hai xích lại đây, xích lại chút đi. Ngồi đó nó không ngay, nó hư ghế đó. Ngồi xích ghế xuống cái trọng kìa, hư với ngồi xích xuống nè. Rồi chờ ngồi.
không ăn có nói chuyện đi. Thấy con ngồi chơi đi. Con chụp hình luôn. Mấy anh cứ nói chuyện tự nhiên với thầy đi à? Không biết gì đâu mà nói. Mấy anh từ đâu tới à? Ở Tuốt ở dưới Bến Tre. Bến Tre. Bến Tre gì đâu cũng phải 2 tiếng mấy á. Đi xe máy. Đúng rồi, đi xe máy 2 tiếng mấy. Con gái này chưa chồng nè, có ai chưa vợ chưa? À, thầy á, thầy làm chứ. Con gái luôn cho nó. Con ế lắm, thầy làm mai coi hoài. Con gái gì đâu mà không có chồng. Nó làm như là chuyển giới làm đàn ông à. Giờ ai gả cho rồi để lấy chồng để biến thành đàn bà. Con ôm môi mà thầy. Ôm môi à? Dạ. Nó ôm môi. Vậy đàn ông của tụi con không có được rồi. Ế à. Ế à, nó không thèm lấy chồng mà. Dạ. Gả nó mà làm mai mà nó không chịu làm sao vậy? Anh là thần tượng thầy à? Thầy lắm, ai lắm. Tại sao anh biết được anh đến đây hả? Định vị rồi hỏi thăm. Định vị? Là anh có địa chỉ hả? Thầy, cái Facebook của thầy là có địa chỉ. Dạ, dạ. Ta Facebook cá nhân của thầy á. Dạ. Anh biết thầy lâu chưa? Từ hồi thầy lên cái Facebook tới giờ. Dạ. Rồi hết thầy. Chắc cũng phải là 2 năm rồi đó. Dạ. Dạ. Có xin chữ ký thầy không? Chưa. Chụp hình thôi à anh? Chụp hình thôi. Dạ. Thầy giống như ngôi sao hạng A á thầy nhỉ? Thầy nghe được VIP của show đắt lắm á. Dạ. Nít Tết là dẫn nó đi sở khú, đi hỏi cầm viên, coi cọp, coi beo, coi ngựa, coi voi, coi những động vật quý hiếm. Thành phố mình có khảo cầm viên quận nhất á, sở khú á, khu đó là động vật nhiều nhất. Con đi lo lắm thầy. Sao con đi coi bông, coi hoa, và đi coi động vật thầy? Tết thì coi bông hoa, giờ qua Tết là người ta đi coi động vật. Coi động vật quý hiếm. Tôi cũng mua cà phê cho thầy mà lâu đây lâu quá. Rồi xong. Dạ. Tôi dọn đi ok. Để em hai dẹp. Để có chờ. Ở này ở trong cái cửa ngay đó nó có cái nồi nhỏ nhỏ thì đổ cho ấy con cọ này để trên. Con kêu cà phê qua cho thầy mà lâu quá. Ờ. Chắc sáng mơ không biết chắc đông khách đấy thầy. Ừ. Và chế anh đến gặp thầy có hỏi thầy cái gì không? Trước là tới đây để lễ Phật hay đại đói ốc tiêu cắt cho. Tiêu ơi, đại lấy bao cao su này con. Thầy à, mày khỏi bong bóng cao su vậy thầy. Thầy dạ, nó thì bao này bao cao su chứ bao gì? Dạ đúng rồi, ni lông chứ mà làm bằng tụi bay cứ nghĩ gì vậy? Tao nói bao này bao bóng, bao bóng, bao túi, bao cao su, bao này bao gì? Này bằng gì? Nó hỏi đây là thầy nói con mà để con lấy ra kia kìa. Bao cao su rồi lấy bao cao su cắt con. Để cho nó khóc cho thầy xem. Dạ, đó, cảm ơn tới. Rồi, cũng tới. Ở đây làm cái cây đó đúng rồi, cho nó nhẹ. Rồi, các bạn bỏ nhiều. Xuống lấy cây về, lát bưng qua nữa. Để đây nè. Để mấy người qua, nghe cho con mời thầy. Ừ, rồi. Ừ, bữa nay báo thầy đi chùa hen. Nay bưng đi mốt bán thì thay hết cha đi, rinh nổi không?